cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần biên bản về trận đấu trong khuôn khổ vòng thiếu thứ 5 của nhánh thua giải cờ tướng Bích Cứ Viên Bôi mùa giải năm 2021, trận tranh hùng của danh thủ Triệu Mâm cầm bên đỏ đi tiên và danh thủ Hướng Ngân Xuyên cầm bên đen trong thể thức cờ chậm. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Tướng quân. Chứ. Chứ. Và tiếp theo sau phương án cờ C43 để ăn mã đến từ bên tiên, thì trong thực chiến của trận cờ, bên đen kém quân, danh thủ Hướng Ngân Xuyên đã buông cờ xin thua sau hình cờ trên. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn phần bên bản về bản đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.